ngôi làng độc nhất vô nhị. Mái nhà trở thành đường đi lại của cư dân. Ngôi làng Masule của Iran được chạm khắc vào sườn núi, nằm dọc theo con đường tơ lụa ở tỉnh Gilan của Iran. Làng Masule là một trong những địa điểm đẹp như tranh vẽ của Iran, với cây cối tươi tốt và những ngôi nhà sừng sững trong sương mù xếp chồng lên nhau. Do được xây dựng trên đồi quá dốc, mái của các ngôi nhà được dùng như lối đi tới những căn kế bên. Ở Iran, những ngôi làng bậc thang như Masule không hiếm, đặc biệt tại khu vực Kurdistan và Mashhad. Tuy nhiên, hàng nghìn năm lịch sử của Masule là yếu tố khiến du khách bị thu hút với nơi này. Nơi đây từng được xem là con đường tơ lụa của vùng Gilan, với các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sôi động và tấp nập. Kiểu kiến trúc phân cấp tạo là nên nét riêng của ngôi làng. Những mái nhà bằng phẳng được dùng như đường đi. Ngoài ra, chúng cũng được tận dụng làm sân, vườn. Hiện tại, Masule đang trong danh sách chờ được xếp hạng di sản thế giới. Nếu được thông qua, ngôi làng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Bên cạnh đó, chính quyền ngôi làng cũng đang cấm xây dựng thêm trong làng để không phá vỡ cấu trúc cảnh quan.